chào tất cả các em học sinh. Ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu về tiết học toán bài tìm một thừa số của phép nhân. Chúng ta cùng bước vào phần 1 nhỏ nhận xét. Trên màn hình cô có 3 tấm bìa. Mỗi tấm bìa có 2 chấm tròn. Vậy 3 tấm bìa có mấy chấm tròn? Thật là dễ dàng phải không nào? Chúng ta thành lập được phép nhân 2 x 3 bằng 6. 2 được gọi là thừa số thứ nhất, 3 được gọi là thừa số thứ hai và 6 được gọi là tích. Từ phép nhân 2 x 3 bằng 6, cô thành lập được 2 phép chia tương ứng. Phép chia thứ nhất, cô lấy tích là 6 chia cho thừa số thứ nhất là 2. Cô được thừa số thứ hai là 3. Phép chia thứ hai, cô lấy tích là 6 chia cho thừa số thứ hai là 3. Cô được thừa số thứ nhất là 2. Như vậy, từ hai phép chia tương ứng này, cô rút ra nhận xét. Muốn tìm thừa số này, ta lấy tích chia cho thừa số kia. Hay nói cách khác, muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Cô mời các con cùng chuyển sang phần 2 nhỏ. Tìm thừa số x chưa biết. Cô có phép nhân x nhân 2 bằng 8. Ở đây x được gọi là thừa số chưa biết, nhân với 2 bằng 8. Nhiệm vụ của các con là phải tìm x. Từ phép nhân x nhân 2 bằng 8, ta có thể lập được phép chia theo nhận xét. Muốn tìm thừa số x, ta lấy 8 chia cho thừa số 2. Như vậy các con sẽ viết x bằng 8 chia 2, x bằng 4. X bằng 4 là số phải tìm để được 4 nhân 2 bằng 8. Các con lưu ý cách trình bày. X nhân 2 bằng 8, x bằng 8 chia 2, x bằng 4. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một ví dụ tiếp theo để hiểu rõ hơn về cách tìm thừa số x chưa biết nhé. Cô có phép tính 3 nhân x bằng 15. Chúng ta phải tìm giá trị của x để 3 nhân với số đó bằng 15. Như vậy cô nhắc lại, muốn tìm thừa số x, ta lấy 15 chia cho thừa số 3. Như vậy các con sẽ viết như sau. X bằng 15 chia 3, x bằng 5. X bằng 5 là số phải tìm để chúng ta được 3 nhân 5 bằng 15. Như vậy là qua hai ví dụ mà cô và các con vừa cùng nhau tìm hiểu, chúng ta có thể rút ra kết luận như sau. Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số kia. Các con hãy học thuộc quy tắc này để thực hành, áp dụng vào bài tập cho tốt nhé. Chúc các con thành công. Sau khi xem xong bài học này, các con sẽ nhờ ba mẹ hướng dẫn mình làm bài tập trong phiếu mà cô đã giao nhé. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các con luôn vui và có những giờ học thật bổ ích nhé. Cô chào tạm biệt tất cả các con.